Hồng báo nữ tử hẳn là phát giác được bên trong mật thất này có dị động, liền mới mở ra cửa đá xem xét. Ngươi là người phương nào, dám vụng trộm xâm nhập nơi đây? Hoàng Diễm Long huyền cán hồn. Hồng báo nữ tử nhìn đến, nguyên bản thả ở giữa cái kia thanh đồng trên kệ huyền cán hồn không thấy, lúc này nhận định là bị Tống Diệp chỗ trộm, mau đưa Hoàng Diễm Long huyền cán hồn giao ra. Hồng báo nữ tử tay phải hư nắm, khuyên trận, ám na thủ. Chỉ thấy Tống Diệp chân vòng tiếp theo hắc quang chớp động, trong trận bỗng nhiên duỗi ra hai cái cự thủ, đem Tống Diệp cầm thật chặt. Huyền giả huyền quyết đều cần thông qua kết trận phương thức đến hiện ra, cho nên đều được gọi chung là huyền trận. Tống Diệp trông thấy hồng bào trên người nữ tử lưu động huyền lực là màu vàng kim, tức là nói đối phương chính là cửu giai huyền giả. Tống Diệp không dám khinh địch, lúc này tại thể nội ngưng tụ huyền lực, huyền bạo, rồi giao màu lam huyền lực tán phát ra, ám na thủ chi trận lúc này chôn vùi, Tống Diệp thừa cơ xông ra mật thất. Tuy nhiên, Tống Diệp bây giờ huyền giai chính là tử giai, nhưng thể nội huyền nguyên của số lượng, ta có thể cùng phổ thông cửu giai huyền giả địch nổi. Lại thêm hắn vừa mới hấp thu Hoàng Diễm Long huyền cán hồn, huyền lực đại tăng, cho nên có thể tùy tiện phá mất hồng bào nữ tử huyền trận. Đương nhiên, Tống Diệp cũng là theo cái này hồng bào nữ tử trong miệng mới biết được ở giữa viên kia huyền cán hồn đúng là Hoàng Diễm Long huyền cán hồn. Lúc này, hồng bào nữ tử lộ ra thần sắc kinh ngạc, nàng gặp Tống Diệp trên người lưu động huyền lực là màu lam, hẳn là tử giai huyền giả. Có thể chỉ là một cái từ giai huyền giả sao có thể phá được nàng Tiêu Nguyệt Lạc huyền trận? Huyền khống. Tiêu Nguyệt Lạc lúc này nếm thử đối đã bay ra nhà đá Tống Diệp sử dụng huyền khống, nhưng nàng màu vàng kim huyền lực cũng là bị Tống Diệp thể nội màu lam huyền lực cho chống lại, không cách nào thành công đối với hắn thi triển vương ngữ huyền khống. Kỳ thật Tiêu Nguyệt Lạc thể nội huyền nguyên của số lượng cao đến 5.000 viên, xa cao hơn nhiều Tống Diệp thể nội huyền nguyên của số lượng, nhưng liền từ tại Tống Diệp thể nội có Hoàng Diễm Long chi hồn huyền nguyên của, cho nên mới có thể thành công chống cự vua của nàng ngữ huyền khống. Hoàng Diễm Long huyền cán hồn, hồn lực cực lớn, thì liền Tuyên Minh Yêu để dưới trướng thập đại yêu tướng đều không thể tiêu thụ. Cho nên Tiêu Nguyệt Lạc coi là Tống Diệp cũng không có đem viên này huyền cán hồn nuốt vào trong bụng, chẳng qua là đem giấu ở trên thân thôi. Bay ra nhà đá bên ngoài, Tống Diệp mới phát hiện, nguyên lai lúc trước nhà đá đúng là xây dựng tại vách đá bên trong. Anh Thái, đừng để hắn chạy. Tiêu Nguyệt Lạc cùng bên cạnh cái kia lông trắng chân ngắn chó hô. Gọi anh Thái lông trắng chân ngắn chó lúc này hướng về Tống Diệp phương hướng bay nhào tới. Tống Diệp tay phải hướng xuống, huyền hướng. Mười mấy đạo huyền lực chung sáng bắn về phía cái kia chân ngắn chó tả hữu né tránh, tránh khỏi phần lớn huyền hướng. Nhưng liền muốn tiếp cận Tống Diệp lúc, bị trong đó một đạo huyền trùng kích bên trong rơi xuống dưới. Có thể chính diện ăn Tống Diệp một kích huyền hướng đều không có ngay tại chỗ chôn vùi, có thể thấy được cái này nhìn như thường thường không có gì lạ chân ngắn chó cũng là một cái phi phàm huyền thú. Anh Thái, Tiêu Nguyệt láng lách mình đi qua, tiếp nhận chính hướng đáy vực rơi xuống chân ngắn chó, thấy nó tâm mạch vẫn còn tồn tại, lúc này mới yên lòng lại, lúc này dùng huyền lực thay nó liệu thương. Tống Diệp gặp này, liền muốn nhân cơ hội chạy đi. Cái kia hồng bào nữ tử, thực lực sợ không kém hắn, nếu không phải là bởi vì hấp thu viên kia Hoàng Diễm Long huyền cán hồn, hắn sớm thua trận. Nhưng vào lúc này, Tống Diệp phát hiện thân thể của mình đúng là không động được. Hồng bét bị vương ngự, nhất thời, Tống Diệp cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại huyền lực ngay tại tiếp cận. Chỉ thấy, Tiêu Nguyệt Lạc hướng về Tống Diệp phương hướng sau lưng, lăng không quỳ bái. Cung nghênh Tuyên Minh Đại Đế, Tuyên Minh Đại Đế. Tống Diệp theo Hạ Hy Nhiên trong miệng nghe qua xưng hô thế này, cái này nguyên là nàng thế địch, về sau hai người tại Thừa Trì Nám Vực làm cuối cùng quyết chiến. Cũng bởi vì Tuyên Minh Yêu Đế lúc đó thể nội chỉ có 99,999 viên huyền nguyên của, so Hạ Hy Nhiên thể nội 10 vạn huyền nguyên của thiếu một viên. Cho nên bại hạ trận tới, Thừa Trì Nám Vực trận chiến kia, liền đặt vững Hạ Hy Nhiên đương đại đế nhất huyền đế địa vị. Tuyên Minh Yêu Đế từ đó về sau, không gượng dậy nổi, bước tới già yếu. Nhưng Tuyên Minh Yêu Đế đến bây giờ vẫn là thực lực chỉ cái này tại Hạ Hy Nhiên đại đế, hắn cũng đang không ngừng âm thầm góp nhặt thực lực, gửi hy vọng ở truyền nhân của hắn cũng có ngày có thể đánh bại Hạ Hy Nhiên. Tống Diệp lúc này bị vương ngự khống chế, không thể động đậy, không nhìn thấy sau lưng Tuyên Minh Yêu Đế hình dáng. Vì vậy mà ăn bản đế chân tàng nhiều năm Hoàng Diễm Long huyền cán hồn. Tuyên Minh Yêu Đế thanh âm thường lão, khàn khàn, tiểu tử ngươi bất phàm nha, thế mà có thể tiêu thụ viên này huyền cán hồn, huyền diệu phạm thiên quyết, ngươi đúng là Hạ Hy Nhiên môn nhân. Luận đế linh, Tuyên Minh Yêu Đế so Hạ Hy Nhiên cái này huyền thiên nữ đế còn già hơn nhiều lắm, cho nên hắn chỉ cần một chút vừa nghe Tống Diệp huyền lực vị đạo thì có thể biết được Tống Diệp là thông qua loại kia tâm quyết tới tu luyện huyền lực. Hạ Hy Nhiên cái này lão nương môn bị ủi vô sỉ, thế mà phái ngươi đến ăn vụng bản đế huyền cán hồn, ngươi nghỉ muốn sống thêm lấy trở về. Tống Diệp có thể cảm nhận được sau lưng truyền đến cực kỳ nồng đậm sát ý, hắn biết nếu không chạy hắn liền phải chết ở nơi này. Huyền danh phù lục mở, lúc này Tống Diệp chính là về tới Trường Nguyên Hàn Vực hữu kinh vô hiểm. Biết mình huyền lực đại tăng về sau, Tống Diệp liền muốn lấy lại thử một chút mỏ ra rời đi cái này cửa ra vào. Ra khỏi phòng lúc, Tống Diệp nhìn đến chủ phòng bay ra lượn lờ khói bếp, Tân Huyền Khê ngay tại trong coi lửa cá trưng. Mấy năm qua này, tài nấu nướng của nàng có thể nói là phóng đại, không chỉ là sẽ một đạo sinh xào thịt gà. Con cá này tự nhiên cũng là tới từ Tống Diệp trước kia dự trữ. Tống Lộ lúc này ngay tại một căn phòng khác phía trên mông học tiết. Tống Diệp tại cửa liếc trộm một chút, Tống Lộ ngồi thẳng tắp, nghe giảng bài cũng có chút nghiêm túc. Hiển nhiên,
Để một cái nữ huyền linh đến dạy lựa chọn của nàng là chính xác, hắn tự mình dạy nàng thời điểm, nàng cũng không có hiện tại như vậy nghiêm túc. Kỳ thật, Tống Diệp cũng rất hưởng thụ cái này một loại yên ắng sinh hoạt, không có bất kỳ người nào quấy rầy, không có phân tranh, không buồn, không lo. Có thể Tống Diệp muốn cho Tống Lộ có thể có cơ hội nhìn thấy vương ngoại cái kia thật thật rộng lớn thế giới, mà lại hắn trò chơi thương khố bên trong dự trữ. Cuối cùng cũng có ăn hết sử dụng hết một ngày, cho nên tự không có khả năng lâu dài lưu tại nơi này. Lúc này, Tống Diệp liền bay đến trên không trung, đem chính mình huyền lực đổ xuống mà ra. Theo trong cơ thể hắn dâng trào mà ra huyền lực hóa là màu lam lôi điện, xé rách lấy bốn phía. Chỉ thấy, hiện thế quang cảnh lại lần nữa xuất hiện tại hắn bốn phía, đó là một đầu dòng người dày đặc đường đi. Hai bên đường bày biện không ít bữa sáng sạp hàng, không bằng ít lấy hiện thế phục trang người đi đường dẫn theo vừa mua đến tay bữa sáng vội vàng đi đường. Lão bản, đến phần đĩa lòng, đóng gói, lại một cái trứng luộc nước trà. Lão bản, muốn một cái gạo nếp và cùng một chén sữa đậu nành. Những âm thanh này cũng hỗn loạn truyền vào Tống Diệp trong tai. Bỗng nhiên, những hình ảnh này vò thành một đoàn, thành một vòng xoáy khổng lồ. Mà cái này vòng xoáy dường như chính là một đạo có thể thông hướng vực ngoại thế giới cửa lớn. Tống Diệp nghĩ thầm, không chừng hắn đã triệt để phá trừ thiên đạo giam cầm, mở ra nơi đây liên thông hiện thế thông đạo. Có thể bỗng nhiên, toàn bộ hàn vực đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Bởi vì Tống Diệp cưỡng ép bài trừ giam cầm, chỗ này hàn vực giống như ngay tại sụp đổ. Tống Diệp không biết đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Hắn cấp tốc bay rơi xuống mặt đất, đem Tống Lộ cùng Tần Huyền Khê đều ôm ở một chỗ, bảo vệ bọn hắn. Lúc này, Tần Huyền Khê nghĩ thầm, chỗ này hàn vực lại tại làm cái gì yêu? Tống Diệp nhìn đến, bốn phía hết thảy dần dần tại tiêu tán, nhà ở của bọn họ, ngoài viện bãi cỏ đều đang từ từ hóa thành hư vô. Tống Diệp nghĩ thầm, ở lại chỗ này nữa, bọn hắn chỉ sợ đều có nguy hiểm. Cái kia đạo vòng xoáy về sau, không chừng cũng là thông hướng hiện thế thông đạo. Hắn đã không có lựa chọn khác, đến đánh cược một lần. Sau đó, hắn lúc này mang theo Tần Huyền Khê cùng Tống Lộ bay vào cái kia đạo vòng xoáy bên trong. Tống Diệp mang theo Tần Huyền Khê cùng Tống Lộ xuyên qua vòng xoáy về sau, trước mắt chính là xuất hiện hắn vừa mới tại hàn vực bên trong nhìn thấy cái kia dòng người chen chúc đường đi. Mà vòng xoáy chi môn trong nháy mắt tại phía sau hắn khép kín. Nếu là Tống Diệp đã chậm một bước, khả năng thì vĩnh viễn không cách nào rời đi cái kia trường nguyên hàn vực. Cũng may mắn hắn có thể quyết định thật nhanh. Tần Huyền Khê nhìn trước mắt nhà cao tầng, bốn phía mặc lấy các loại ăn mặc quái dị người đi đường. Cùng biết hành tẩu thiết giá tử, nghĩ thầm, cái này không phải liền là lúc trước Tống Diệp tâm ma huyễn tượng cùng nàng miêu tả bộ kia quang cảnh sao? Chỗ này hàn vực vậy mà phục khắc tình cảnh này quang cảnh, ý đồ như thế nào? Chẳng lẽ, đây cũng là một trận độc thuộc về tâm ma của nàng thí luyện? Tần Huyền Khê là còn tưởng rằng, nàng vẫn chưa đi hiện ra trường nguyên hàn vực, hết thảy trước mắt đều là hàn vực trộn biển ao mà thành. Lúc này, là buổi sáng, người đi đường vội vàng, đều vội vàng đi làm, tựa hồ không ai chú ý tới, Tống Diệp một nhà ba người là như thế nào đột nhiên xâm nhập cái thế giới này. Nhưng Tống Diệp bọn người trên thân phục sức cũng rất nhanh hấp dẫn người qua đường chú ý lực. Tống Diệp lúc này mặc lấy một bộ trường sa màu trắng, mà Tần Huyền Khê vẫn mặc lấy nàng cái kia thân dùng pháp lực ngưng luyện mà thành màu lam nhạt áo ngực váy ngắn, Tống Lộ thì là mặc lấy màu đỏ áo ngắn quần dài. Bất quá, cách đó không xa cũng là Hạ Quốc trừ danh trường Bạch Sơn Ảnh Thị Thành, tại con đường này sẽ xuất hiện cổ trang ăn mặc người, cũng không phải cái gì quái sự. Chỉ là, Tần Huyền Khê nhan trị thực sự quá cao, liền dẫn tới không ít người đi đường chú mục đích. Bọn hắn coi là Tần Huyền Khê nhất định là nào đó bộ cổ trang kịch nữ số 1, là tư bản phải lớn nâng tân nhân. Dù sao, giống Tần Huyền Khê tướng mạo như vậy, mi quả có công kích tính, nếu là biểu diễn, căn bản không có khả năng diễn vai phụ, nếu nàng là vai phụ, cùng nữ chính cùng khung, sẽ chỉ làm diễn nữ chính người xấu hổ vô cùng. Có một cái mang kính đen người đi đường nam tử bỗng nhiên phát hiện, cái này còn sống Tần Huyền Khê. Cùng huyền danh trên website chính thức nữ ma đầu kia lập vẽ bản đồ có chút tương tự, liền không khỏi muốn lấy điện thoại di động ra chụp ảnh mấy tấm. Thành công chụp ảnh phía dưới đệ nhất tấm sau, kính đen nam gặp Tần Huyền Khê cái kia màu lam vải vóc bao trùm mông bự, hết sức nổi bật. Âm thầm trộm chẹn họng một chút ngụm nước, liền muốn đem ống kính rút ngắn lại chụp ảnh một tấm đắc tả. Nhưng vào lúc này, cả cái điện thoại đột nhiên nổ tung. Nam tử hai tay cũng bị nổ đả thương, trong lòng của hắn mắng thầm. Cái này rách nát điện thoại di động, tin tức nói không sai, của nhiên sẽ nổ tung. Sớm biết, liền nên chống đỡ quốc sản điện thoại di động. Đương nhiên, gã đeo kính cũng không biết, kỳ thực là Tống Diệp dùng huyền khống để điện thoại di động của hắn tự bạo. Ngay tại người qua đường đều bị cái này tiếng nổ mạnh hấp dẫn tới trong nháy mắt. Tống Diệp lúc này một tay ôm Tần Huyền Khê một tay xách ở Tống Lộ, trong nháy mắt rời đi. Hải Vân thành phố, Si Khu. Tống Diệp đem Tần Huyền Khê cùng Tống Lộ mang về hắn tại hiện thế nhà. Huyền danh đại lục lần thứ 2 khảo nghiệm mở server đến bây giờ bất quá 4 tháng, mà hiện thế thời gian mới đi qua không đến nửa ngày mà thôi. Hắn sau khi vào nhà nhìn đến phòng vệ sinh đèn vẫn là mở, nhất định là Tống Giao nhà đầu kia tại cách phòng trước quên tắt đèn. Tống Diệp một cái huyền khống, chính là nhốt phòng vệ sinh đèn. Tống Giao lúc này cũng không trong phòng, hắn thử dùng máy riêng bấm Tống Giao điện thoại di động, không người nghe, nói cách khác Tống Giao lúc này thời điểm còn tại huyền danh thế giới bên trong, không có chết đi ra. Tống Lộ đi vào hoàn cảnh lạ lẫm tuyệt không sợ hãi, trực tiếp thì ngồi ở trên ghế salon, có chút hăng hái mà nhìn xem hết thảy chung quanh.
Dù sao giống nàng loại này tuổi tác nữa, đại não đều còn tại phát dục bên trong, rất dễ dàng liền có thể tiếp nhận sự vật mới mẻ. Xem xét lại Tần Huyền Khê, chính là lộ ra có chút câu nệ, hoặc là nói nàng là ở vào đề phòng trạng thái, cảnh giác chung quanh loại này kỳ quái cảnh tượng. Nàng giờ phút này nghĩ thầm, dù sao, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nàng ngược lại là nghĩ nhìn xem, chỗ này Hàn Vực đến tột cùng lại muốn cùng nàng chơi trò xiếc gì. Dù sao, mang thai sinh em bé, còn làm 5 năm hiền thê lương mẫu, dạng này khảo nghiệm, nàng đều nhất nhất tiếp nhận xuống, thậm chí có chút thích thú, còn có cái gì cửa ải khó là nàng qua không được. Tống Diệp đầu tiên là cho mình đổi một thân hiện thế y phục, đơn giản thuần áo sơ mi trắng, màu nâu nghỉ dưỡng quần dài. Tống Lộ y phục ngược lại không cần phải gấp gáp đổi, dù sao hiện thế tiểu hài tử xuyên nhiều cổ quái y phục cũng là bình thường, mà Tần Huyền Khê lại là đến đổi, nàng thân này áo ngực vài ngắn thực sự quá chói mắt. Đương nhiên, lấy nàng đưa qua người dung mạo, vô luận mặc cái gì, đi tới chỗ nào đều là đặc biệt hút người nhãn cầu. Tống Diệp chỉ có thể là tạm thời tìm Tống Giao y phục để cho nàng xuyên qua, tuy nhiên Tống Giao từng lệnh cấm không cho phép hắn động nàng trong phòng đồ vật. Tống Diệp bắt đầu ở Tống Giao trong tủ treo quần áo lục lọi lên, vớ đen, tơ trắng, vay ngắn, quần sóc ngắn, quần áo thủy thủ, ghê ghê phục, vớ dài, trong tủ treo quần áo tất cả đều là loại này kiểu dáng y phục. Trong phòng trên ghế cũng xếp rất nhiều y phục, có quần bò, áo thun, áo lót, yêu gờ quần, còn có Tống Giao đồ ngủ cùng đồ mặc ở nhà. Nhưng một chút vừa nghe, vị thật nặng, lộ vẻ mấy ngày không có rửa, chỉ có trong tủ treo quần áo y phục là sạch sẽ. Không có cách, Tống Diệp đành phải tại trong tủ treo quần áo chọn lấy một đầu màu xám bách điệp váy ngắn cùng một bộ màu trắng ngắn sấn, nhìn Tần Huyền Khê có nguyện ý hay không thay đổi. Nhưng Tần Huyền Khê cần phải cũng sẽ không quá để ý mặc lấy phía trên sự tình. Tiểu nương tử, không đúng, ta hiện tại cái kia đổi tên lão bà. Tống Diệp cầm lấy hắn chọn tốt y phục đi ra phòng khách, tại Tần Huyền Khê trước mặt một chút phô bày một chút. Lão bà, ngươi có thể hay không thay đổi cái này một bộ quần áo? Tần Huyền Khê khẽ nhíu mày. Lão bà xưng hô này vẫn là không xuôi tai, thôi, ngươi muốn làm sao gọi đều tùy ngươi. Ngươi là muốn ta mặc thành dạng này? Mê mờ, Tống Diệp nhẹ gật đầu, vậy liền thỏa mãn hắn thôi. Tần Huyền Khê thầm thi pháp lực, trong nháy mắt hóa đi lúc đầu váy ngắn, thay vào đó là một kiện màu xám bách điệp váy ngắn, trên thân thì là một kiện thuần áo sơ mi trắng, cùng Tống Diệp cầm ở trên tay y phục giống như đúc. Tống Diệp lúc này mới nhớ tới, Tần Huyền Khê đã thành thói quen dùng pháp lực cho mình ngưng luyện y phục, dạng này cũng tốt. Tống Giao y phục mặc tại trên người của nàng đoán chừng cũng không quá vừa người. Thời khắc này Tần Huyền Khê để Tống Diệp hai mắt tỏa sáng. Vợ của hắn mặc vào hiện thế y phục đến cũng là cực kỳ xinh đẹp, nhưng cảm giác giống như còn kém một chút cái gì. Tống Diệp quay người theo Tống Giao trong phòng lại lấy ra một đôi màu đen vớ dài. Lão bà, muốn không, ngươi thử mặc thêm vào này đôi bít tất nhìn xem. Tần Huyền Khê sửng sốt một chút, dài như vậy bít tất, nàng hiển nhiên không xuyên qua quả gối bít tất. Trực tiếp mặc vào đi, cũng đừng dùng pháp lực thay đổi. Tống Diệp đem này đôi vớ dài đưa cho Tần Huyền Khê. Tốt à? Tần Huyền Khê nhẹ gật đầu, cầm hộp lấy Tống Diệp trước mặt, trùm lên cặp kia màu đen vớ dài. Tần Huyền Khê xuyên qua vớ dài về sau, chính là lại tăng thêm mấy phần vận vị. Như thế, trên người nàng cũng chỉ có cặp kia bít tất là vật thật, không phải từ pháp lực ngưng tụ thành. Nếu là nàng một cái ý niệm trong đầu, hóa đi quần áo trên người lúc, cái kia nàng trên hai chân sẽ còn bọc lấy một đôi màu đen vớ dài, đối với Tống Diệp tới nói, tựa hồ cũng không tệ. Tại Tần Huyền Khê bây giờ mặc lấy thân này hiện thế trong quần áo đầu, Tần Huyền Khê vẫn như cũ theo huyền danh đại lục kiểu dáng cho mình ngưng luyện một thân đặt cơ sở áo lót. Đến mức hiện thế nội y, nơi này đầu học vấn cũng rất nhiều, Tống Diệp cảm thấy cần phải đơn sách đi ra cùng Tần Huyền Khê thật tốt học một khóa. Nhưng Tống Lộ bây giờ còn ở lại chỗ này, hiển nhiên không tiện, đợi buổi tối hống nàng ngủ lại nói. Đúng lúc này, Tống Lộ đột nhiên hướng Tần Huyền Khê lẩm bẩm miệng hô, anh nương, ta đói. Mấy phút trước, Tần Huyền Khê vốn chính là tại Hàn Vực bên trong cho Tống Lộ chuẩn bị bữa tối, nhưng bây giờ, cảnh tượng chung quanh phát sinh biến hóa lớn như vậy, trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết cho Tống Lộ làm cái gì ăn. Chúng ta ra ngoài ăn đi, Tống Diệp nói ra. Ra ngoài ăn, đi nơi nào ăn? Tần Huyền Khê sửng sốt một chút, dưới lầu thì có một gian nhà hàng nhỏ ạ, ngươi theo ta đi chính là. Tống Diệp nói ra, tốt ta. Tần Huyền Khê gật đầu nói, nàng vẫn là theo lấy nàng lúc trước nghĩ kỳ đối kháng cái này tâm ma phương pháp, thì hết thảy đều nghe hắn, hắn muốn, đều thỏa mãn hắn. Khả năng chính là nàng từng chờ mong vượt qua một số phổ thông tiểu nữ nhân nghi tới thời gian, chỗ này Hàn Vực nhìn trộm đến điểm này, mới có thể cho nàng an bài dạng này tâm ma thí luyện. Đã nàng đã không đối kháng được cái này cường đại tâm ma huyễn tượng, vậy liền hết thảy tùy tâm, thỏa mãn tâm ma cũng có thể nói là thỏa mãn chính nàng. Mà lại, nàng cũng rất muốn biết, chỗ này Hàn Vực kế tiếp còn có thể cho nàng chỉnh ra cái gì tươi mới mánh khuế tới. Tống Diệp tại cửa trước chỗ đổi lại giày, mà từ trước đến nay ưa thích đi chân đất Tần Huyền Khê, cũng không có nghĩ qua muốn mang giày. Tống Diệp liền cầm một đôi Tống Giao màu trắng dày vài để cho nàng xuyên. Mặt đường đất bẩn, không mang giày, ngươi cái này bít tất thì dẫm ông huế. Tốt ta, Tần Huyền Khê nhẹ gật đầu. Làm Tần Huyền Khê chính mình đem chân bộ tiền trong giày về sau, Tống Diệp chính là giúp nàng buộc lại dây giày. Dù sao Tần Huyền Khê cho tới bây giờ không xuyên qua dạng này giày. Lầu dưới Chu Di rau xào cửa hàng, Tống
Tống Diệp trước kia thường xuyên cùng Tống Giao cùng đi vào xem. Tống Diệp đặc biệt thích ăn nhà này xuất phẩm làm xào ngưu hà, đầy đủ nồi khí. Cái này do xào cửa hàng đồng thời cũng tại kinh doanh đĩa lòng. Thời gian này, phụ cận dân đi làm đều ưa thích đến nơi đây ăn đĩa lòng. Làm bữa sáng, trong tiệm là ngồi đầy người. Tống Diệp liền đành phải chọn lấy trưng bày ở ngoài cửa tiệm bàn trống. Hắn cho mình điểm phần làm xào ngưu hà, cho Tống Lộ điểm phần heo tạp cháo. Tân Huyền Khê chỉ coi chính mình còn đang bế quan trăm năm ở giữa, nàng là sẽ không tiền ăn, liền nước đều không uống, cũng chỉ thu nạp thiên địa linh khí, Tống Diệp cũng là biết điểm này. Có thể Tống Diệp vẫn là muốn Tân Huyền Khê có thể nhấm nháp một chút hiện thế mỹ thực, liền hỏi nàng, ngươi muốn ăn cái gì, đây là danh sách. Tân Huyền Khê chỉ nhìn cái kia liếc một chút danh sách, liền lắc đầu nói, ta không ăn, Lộ Nhi có thể ăn no bụng là được. Tống Diệp liền tự chủ trương cũng cho nàng điểm một phần làm xào ngưu hà, sau cùng nàng nếu là không ăn, hắn lại ăn nhiều một phần là được. Chu Di giao xào cửa hàng liên tiếp một cái cấp cao tiểu khu, lúc này một chiếc mui trần Phật sức kéo xe đua đứng tại cái kia cấp cao tiểu khu trước cổng chính, giống như đang chờ người. Trên ghế lái một cái mang theo kính râm, mặc lấy áo sơ mi trắng nam từ trẻ tuổi, ánh mắt trong lúc lờ đãng hướng Chu Di giao xào cửa hàng nhìn thoáng qua. Lúc này, hắn cầm xuống kính râm, trong mắt không khỏi phóng đại. Ngồi ghế phụ tòa, mặc lấy đen áo thun nam đồng bạn gặp hắn động tác này, biết hắn nhất định là thấy cái gì mỹ nữ, liền cũng lần theo ánh mắt của hắn nhìn quá khứ. Chỉ thấy tại Chu Di giao xào cửa hàng cửa, ngồi lấy một cái như 20 tuổi tóc dài nữ nhân, nàng mặc lấy một đầu màu xám bách điệp váy ngắn, thon dài thẳng tắp hai chân bọc lấy một đôi màu đen vừa dài. Theo cái kia doanh doanh một nắm vòng eo đi lên nhìn, chính là thấy được nàng trên thân món kia bị lôi kéo rất khẩn cấp chẳng ngắn sấn. Áo mặc đầu ba cái nút áo cảm giác đều muốn bị chống đỡ chốc ra, tay phải hắn không khỏi là một cái hư cầm động tác, một cái tay hiển nhiên không quá đầy đủ. Như mắc điểm là 100 phân, nữ nhân này dáng người, liền có thể cầm đầy cái này 100 phân. Đến mức tướng mạo của nàng, hắn lại là có thể cho nàng 120 phân. Dù sao, dung mạo của nàng thực sự quá kinh diễm, có một loại không dính khói lửa trần gian siêu tục thoát phàm mỹ. Mỹ nữ, hắn tự hỏi cũng đã gặp không ít, mặc kệ là thiên nhiên vẫn là nhân công, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này, làm cho trong lòng của hắn kinh thán nàng này chỉ nên trên trời có nữ nhân. Nhưng hết sức đáng tiếc là, nữ nhân kia tựa hồ có lão công, còn mang theo một cái 4-5 tuổi nữ hài, ngồi tại cùng một bàn, nghiêm chỉnh là một nhà ba người. Gọi điện thoại cho Lị Lị, bảo nàng không cần xuống lầu, bản thiếu gia hôm nay du thuyền có bạn. Trên ghế lái áo sơ mi trắng nam tử chính ánh mắt sáng rực mà nhìn chăm chăm vào ngồi tại Chu Di giao sau cửa tiệm Tân Huyền Khê. Ghế phụ tòa đen áo thun nam tự nhiên đoán được, bằng hữu của hắn là ánh mắt đến cái này mới con mồi, dù sao mỹ nữ như vậy, mặc cho ai gặp đều sẽ tâm động. Hanh thiếu, có thể nữ nhân kia tựa hồ có lão công, còn mang theo hài tử đâu, ngươi làm sao truy? Đen áo thun nam nói ra, làm sao ngươi biết bọn hắn nhất định là một nhà ba người, ta cảm thấy bất quá là tỷ tỷ mang theo đệ đệ mang nữa một cái cháu gái hoặc là cháu gái thôi, lại nói. Đừng nói nàng có lão công, coi như nàng hiện tại vẫn nâng cao cái bụng lớn, khi nàng biết ta Trương Tiến Hành chính là Vạn Phúc tập đoàn thái tử gia, cũng sẽ ngoan ngoãn theo ta đi. Trương Tiến Hành rất có tự tin nói, Tôn Hạo, để cho ta sẽ nói cho ngươi biết một cái đạo lý đi, kỳ thật, nữ nhân càng xinh đẹp, càng dễ dàng dùng tiền đoạt tới tay. Bởi vì nữ nhân xinh đẹp cũng không phải người ngu, nàng rõ ràng giá trị của mình, chỉ cần ta cho ra bảng giá, phù hợp tâm lý của nàng giá vị, nàng liền sẽ theo ta đi. Còn có, ngươi bây giờ thì cút cho ta đến chỗ ngồi phía sau đi, sau 5 phút, nữ nhân kia liền sẽ ngồi tại ta ngồi kế bên tài xế, cho lấy nhìn bản thiếu gia biểu diễn đi. Trương Tiến Hành nói mở cửa xe, xuống xe, đường kính hướng về cái kia Chu Di tiệm ăn nhỏ đi đến. Có thể vừa đi vài bước, trên mặt không hiểu lộ ra thần sắc thống khổ, đồng tử trợn lên, cả người trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Hanh thiếu, ngồi ghế lái phụ nam tử vội vàng tiến lên, xem xét nằm dưới đất Trương Tiến Hành, phát hiện trái tim của hắn thế mà ngưng đập, cho hắn làm một hồi cấp cứu về sau. Phát hiện vô hiệu, cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian nhấc hắn phía trên ghế phụ, đổi từ tự mình lái xe, hướng gần nhất bệnh viện lái đi. Trương Tiến Hành làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, sau cùng, ngồi ghế cạnh tài xế phía trên không phải Tân Huyền Khê, mà là chính hắn. Để Trương Tiến Hành ngã xuống đất chết bất đắc kỳ tử chính là Tống Diệp, bất quá là chỉ là một chiêu huyền khống thôi. Tống Diệp dù là không cố ý triển khai huyền thức cảm giác, cái kia cường đại thính giác cũng có thể nghe được trong phạm vi nhất định hết thảy xì xào bàn tán. Cho nên, Trương Tiến Hành cùng hắn bằng hữu ở giữa trò chuyện, Tống Diệp là trong lúc lờ đãng hoàn toàn nghe thấy được. Tống Diệp biết, làm Trương Tiến Hành đi đến Tân Huyền Khê trước mặt, nghĩ đến dùng tiền liền có thể bài định Tân Huyền Khê thời điểm, hắn thì nhất định sẽ chết tại Tân Huyền Khê trong tay. Nhưng nếu từ Tần Huyền Khê tới giết hắn, không khỏi động tĩnh quá lớn, quá mức đáng chú ý. Dù sao tại hiện thế, là không nên dựa ban ngày làm ra động tĩnh lớn như vậy. Cho nên, Tống Diệp đến trước một bước dùng huyền khống giết Trương Tiến Hành, chết ở trong tay của hắn, còn có thể một chút an tường chút. Trương Tiến Hành ngã xuống đất chết bất đắc kỳ tử, tự nhiên cũng đưa tới không ít người qua đường vây xem. Nhưng thẳng đến Trương Tiến Hành thi thể bị hắn đồng bạn lái xe chở đi, Tần Huyền Khê cũng đều không có hướng chỗ kia nhìn một chút. Lúc này, Tân Huyền Khê đã không lại dùng ánh mắt tò mò dò xét hết thảy chung quanh.
Nàng dường như đã có thể xem thấu đây hết thảy cái gọi là mới mẻ bản chất của sự vật. Bất quá là các loại vật chất một lần nữa đắp lên sắp xếp hình thành thôi. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Duy nhất Tề Tần Huyền Khê để ý là chỗ này hàn vực linh khí đã thay đổi, chuẩn xác điểm tới nói là đã đánh mất linh khí, mà lại trong không khí còn ẩn ẩn thầm lấy một cỗ sát khí vị đạo. Sát khí chỉ có thể tầm bổ tà linh, mà không cách nào cung cấp tu chân giả tu luyện. Đương nhiên, tại Huyền Danh Đại Lục cũng có người luyện sát khí tu được, đây đều là người không có dễ, chỉ có thể binh được nước cơ hiểm, nếm thử dùng sát khí tu luyện. Lấy sát khí người tu luyện được xưng là tà tu, chỉ là tà đạo một đường, khó có đại thành người, cho nên tại tiên ma lưỡng giới xem ra, tà tu đều là bất nhập lưu. Huyền Danh Đại Lục Diễm Hoàng Tiên Tôn Tiêu Nhạc hiện tại thổ thiếu thời, bởi vì là người không có dễ, liền đã từng thử qua tà tu chi đạo, nhưng thất bại. Bởi vì một lấy sát khí tu luyện, không phải là không có tiên thiên điều kiện, phải là nắm giữ tà uyên thể người không có dễ, mới có thể thu nạp sát khí tu luyện. Kỳ thật, hiện thế bây giờ chỗ lấy có tà linh sinh sôi, liền là bởi vì có sát khí xuất hiện. Tại Huyền Danh Đại Lục, tà linh đồng dạng tập trung ở Vọng Tà Cấm Vực, bởi vì Vọng Tà Cấm Vực là toàn bộ Huyền Danh Đại Lục sát khí tối thượng chi địa. Vọng Tà Cấm Vực bên trong cao giai tà linh thậm chí có thể hóa thành nhân hình, nắm giữ linh trí, nhưng cái này cái gọi là cao giai tà linh tại Tần Huyền Khê loại này đế giả trong mắt, cũng chỉ là như kẻ như run rế. Tần Huyền Khê không hiểu, vì sao linh khí dư thừa Trường Huyền Hàn Vực lại biến thành bây giờ bộ dáng này? Chẳng lẽ nàng hiện tại đã không tại Hàn Vực bên trong? Nhưng nếu là đã thoát ly Hàn Vực chi địa, Tống Diệp cái này tâm ma tưởng tượng vì sao còn có thể tồn tại? Mà lại, trăm năm kỳ hạn không tới, dẫn đạo đăng không có điểm đốt, nàng là không thể nào có thể rời đi Trường Nguyên Hàn Vực. Nàng nghĩ thầm, nhất định là chỗ này Hàn Vực sáng tạo ra loại này giả tượng, để cho nàng cho là nàng đã rời đi Hàn Vực, khiến nàng buông lòng cảnh giác, nàng cũng không thể tùy tiện mắc lừa. Qua không bao lâu, ba chủ liền lần lượt đem đồ ăn dâng đủ. Tống Lộ đối với Tống Diệp cho nàng điểm chén kia heo tạp cháo hết sức hài lòng, chính từng ngụm ăn, Tống Diệp cũng ăn nóng hôi hổi làm sao ngu hà. Mà Tân Huyền Khê chính mình cái kia một phần làm sao ngu hà, nàng chỉ là lãnh mâu nhìn thoáng qua, của nhiên là một miệng cũng không ăn. Vô luận là nhiều ăn ngon mỹ thực, cũng vô pháp câu lên miệng của nàng lưỡi chi dục. Duy nhất có thể làm nàng dục vọng, để cho nàng nghiện, có lẽ chỉ có Tống Diệp người này. Đương nhiên, nàng không thừa nhận, đó là nghiện, nàng chỉ coi đây là vì đánh bại tâm ma bất đắc dĩ làm ra thỏa hiệp cùng hy sinh. Tống Lộ khẩu vị rất tốt, đã ăn xong một bát lớn heo tạp cháo đều không có no bụng, dù sao nàng là trời sinh vô lượng thương viên thể, lượng cơm ăn tự cũng là so người khác lớn rất nhiều. Sau đó, Tân Huyền Khê một miệng không nhúc nhích cái kia phần làm sao ngu hà cuối cùng là toàn tiến vào Tống Lộ trong bụng. Về sau, Tống Diệp còn phải nghĩ biện pháp cho Tống Lộ bổ sung một cái hiện thế xuất sinh chứng minh, sau đó lại cho nàng tìm một gian nhà trẻ để cho nàng chậm rãi dung nhập hiện thế sinh hoạt. Tại Hải Vân thành phố, bổ sung xuất sinh chứng minh cũng không khó, chỉ cần hắn cùng Tống Lộ cùng nhau đi nghiệm DNA, có thể chứng minh Tống Lộ là nữ nhi của hắn là được. Lúc này, Tống Diệp lưu ý đến, hắn vẫn như cũ có thể nhìn đến thứ 9 khu nói chuyện phiếm kênh cùng công hội nói chuyện phiếm kênh tin tức. Dù sao, tại trò chơi hệ thống phán định phía dưới, hắn bây giờ vẫn là một cái không có chính thức logo người chơi, dù là hắn bây giờ đã không tại Huyền Danh Đại Lục bên trong. Bất quá, về tới hiện thế, có rất nhiều công năng liền không có cách nào sử dụng, tỉ như cảnh giới dò xét công năng, tỉ như hộ pháp kỹ năng, cũng vô pháp triệu hoán sủng vật cùng tỏa kỵ. Hắn lưu ý đến, thứ 9 khu nói chuyện phiếm kênh phía trên tin tức nhấp nhô địa phi nhanh, thì chỉ có thể nhìn thấy một số văn tự nhấp nhô hư ảnh. Đương nhiên lấy Tống Diệp cường đại thị giác, hắn vẫn như cũ có thể nhanh chóng thấy rõ mỗi một chữ. Hiện thế cùng Huyền Danh thế giới thời gian lưu tốc chênh lệch to lớn, hiện thế một ngày tại Huyền Danh Đại Lục chính là một năm. Tống Diệp trở lại hiện thế đến bây giờ bất quá một giờ, nhưng Huyền Danh Đại Lục lại là đã qua hơn nửa tháng. Huyền Danh Đại Lục, Yên Quốc Kinh Đô, Trường Lăng Thành, tại mấy cái đại thế gia hiệp trợ cùng Thiên Vi phủ nỗ lực dưới, ngắn ngủi mấy tháng, ban đầu vốn dĩ là một chỗ phế tích hoàng cung đã trọng xây một nửa. Bây giờ phần Vương Vệ Vũ Nhạc cùng trong triều một đám đại thần cùng Thiên Vi phủ thiếu phủ đốc Hàn Thiên Lộc ngay tại trọng kiến tốt Minh Quang Điện bên trong thương nghị Yên Quốc đế thống sự tình. Lần này nghị sự triệu tập người chính là Vệ Vũ Nhạc, cho nên Vệ Vũ Nhạc còn đem ủng hộ hắn thượng quan thị gia chủ thượng quan Kính Minh mời tới. Hơn 3 tháng trước, Hoài Vân tìm được Vệ Vũ Nhạc, nói Vô Cương Giả đã nắm giữ nhục thân, trở thành giống như thần tồn tại, tất cả tín đồ trong tay không giới hạn mộc phòng bị đột nhiên phá toái, tựa hồ liền có thể chứng minh Vô Cương Giả sẽ không tiếp tục cùng Vô Cương yêu thụ chung thân, đã có thể thoát ly yêu thụ mà sống. Hoài Vân còn nói, Vô Cương Giả mục đích cuối cùng nhất đã đạt thành, đã mất cần hắn làm tiếp Yên Quốc tân đế, nhưng vì ca ngợi lòng trung thành của hắn, Vô Cương Giả về sau hẳn là cũng sẽ tiếp tục trợ hắn leo lên Đại Yên hoàng đế chi vị, chỉ là bây giờ liền nàng cũng vô pháp liên hệ đến Vô Cương Giả, cần hắn lại kiên nhẫn chờ một chút Vô Cương Giả mới chỉ thị. Có thể Vệ Vũ Nhạc đã đợi hơn 3 tháng, hắn mất kiên trì. Kỳ thật, bây giờ toàn bộ Đại Yên, chứ hắn còn có thể là ai có tư cách ngồi cái này hoàng vị. Dù là không cần Vô Cương Giả trợ giúp, hắn đồng dạng có thể thuận lợi đăng cơ. Đại Yên quốc tể tướng Ngô Chu cũng cảm thấy quốc không thể một ngày vô quân, hiện nay biên cảnh báo nguy. Di An quốc đối năm đó mất đi lãnh địa một mực nhìn chằm chằm, có thừa cơ đoạt lại chi ý.
mà trong nước nắm giữ binh quyền đại tướng nơi biên cương cũng đều dục dịch. Nếu là kinh thành bên trong lại không cách nào tuyển ra một vị tân đế, toàn bộ Yên quốc sợ đem về lâm vào hai mặt thụ địch, loạn trong giặc ngoài, vạn kiếp bất phục chi cảnh. Tuy nhiên Ngô Chu cảm thấy Vệ Vũ nhà người này thích làm lớn, thích công to, tham đồ hưởng lạc, cũng không phải là minh quân chi chọn, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể hướng tình thế cúi đầu. Vậy chúng ta những thứ này lão thần tử thì tranh thủ thời gian chọn một cái lương thần cát nhật, chuẩn bị phần vương đăng cơ đại điển đi, Ngô Chu nói ra. Ngô Chu vị này đương triều tế phụ, lại là tam triều nguyên lão đều nói như vậy, bách quan nhóm đã cũng không có quá lớn dị nghị. Nhưng vào lúc này, Thiên Vi phủ một vị phủ vệ vội vã chạy vào đại điện, hướng Hàn Thiên Lộc vị này thiếu phủ đốc bẩm báo nói: "Bẩm thiếu phủ đốc, Trấn Bắc Vương vào thành, mà lại nàng đại đội nhân mã còn chính hướng hoàng cung phương hướng mà đến." Trấn Bắc Vương hồi kinh rồi, tại chỗ tất cả quan viên đều nhất thời có vẻ hơi bối rối, ào nghị luận không thôi. Thân là Bắc Cảnh thống soái, không chiếu trở về kinh, nàng Trấn Bắc Vương đây là muốn tạo phản hay sao? Vệ Vũ nhạc giống to. Hàn Thiên Lộc nhưng như cũ mười phần bình tĩnh, cùng tại chỗ bách quan nói ra: "Mọi người trước không cần hốt hoảng như vậy, Trấn Bắc Vương từ trước đến nay đối triều đình trung thành tuyệt đối, quả quyết sẽ không phạm thượng làm loạn, trước tạ minh nàng vào cung, hỏi nàng một chút vì sao sự tình trở về kinh." Lúc này, Phần Vương dường như nghĩ tới điều gì, bận biểu hướng cái kia tên tiến điện bẩm báo Thiên Vi phủ phủ vệ hỏi: "Trấn Bắc Vương phải chăng cùng cái kia Hy Vương chi nữ cùng nhau tiến thành?" "Vâng," Thiên Vi phủ phủ vệ hồi đáp. Phần Vương đồng tử hơi có lại, chẳng lẽ cái này Trấn Bắc Vương là muốn đến đỡ Hy Vương chi nữ cùng bản vương tranh giành cái này hoàng vị? Truyền bản vương lệnh, Trấn Bắc Vương không chiếu hồi kinh, muốn xông hoàng cung, mưu đồ làm loạn, lập tức đem cả đám người toàn bộ chặn giết tại bên ngoài cửa cung. Phần Vương hạ lệnh, Hàn Thiên Lộc nói ra: "Vương gia, không cần vội vã như thế, vẫn là trước hết để cho Trấn Bắc Vương tiến cung, hỏi rõ ràng rồi nói sau." Phần Vương gặp Hàn Thiên Lộc nói như vậy, liền gật đầu: "Tốt, cái kia bản vương tạm thời thì nhìn xem cái này Trấn Bắc Vương đến tột cùng muốn chơi trò xiết gì." Phần Vương cho lấy tín nhiệm Hàn Thiên Lộc là bởi vì hắn đã tự mình lôi kéo được đối phương, đồng thời hứa hẹn tại hắn kế vị về sau liền sẽ bổ nhiệm Hàn Thiên Lộc vì mới Thiên Vi phủ phủ đốc, hứa hắn vinh hoa phú quý dưới một người trên vạn người. Một phút sau đó, Trấn Bắc Vương liền cùng An Nhược quận chúa, vệ Nhược Thục cùng nhau bước vào Minh Quang Điện, đến mức theo Trấn Bắc Vương cùng nhau vào thành tùy tùng chỉ có thể ở bên ngoài cửa cung chờ. Trong điện bách quan ào hướng các nàng hai người hành lễ. Phần Vương lại là tức giận hướng Trấn Bắc Vương chất vấn: "Trấn Bắc Vương, ngươi thân là Bắc Cảnh thống soái, lại không chiếu hồi kinh, ý đồ như thế nào? Nếu ngươi hôm nay không cho bản vương một cái giải thích hợp lý, chỉ sợ bản vương liền bắt đắc sĩ đưa ngươi giao cho hình bộ tra hỏi." Đứng Trấn Bắc Vương bên người, An Nhược quận chúa, vệ Nhược Thục lại là mở miệng nói ra: "Là bản quận chúa khẩn cầu Trấn Bắc Vương hộ tiễn ta về kinh." "Ta tốt cháu gái, ngươi tại Bắc Cảnh đợi thật tốt, vì sao mi đến muốn về kinh thành đâu?" Phần Vương ánh mắt lập tức rơi vào vệ Nhược Thục trên thân: "Mấy năm không gặp, dung mạo ngươi là càng lúc càng giống mẹ của ngươi." Vệ Nhược Thục sắc mặt lạnh như băng nói: "Bản quận chúa hôm nay cho lấy hồi kinh, chính là muốn vì mẫu thân của ta, vì phụ thân ta oan khiên giải tội." Phần Vương mi đầu ngưng lại, nói ra: "An Nhược quận chúa, ngươi nếu muốn vì cha mẹ ngươi sửa lại án xử sai, có thể tự ngày sau lại đến cáo, có thể hôm nay tại điện này bên trong muốn nghị chính là bản vương đang cớ quốc chi trọng sự tình. Có thể bản quận chúa càng muốn tại hôm nay lúc này, thì ở trong đại điện này vì ta phụ mẫu sửa lại án xử sai." Vệ Nhược Thục không hề nhượng bộ chút nào nói: "Làm càn, bản vương hả có thể dung ngươi như vậy là màu." Phần Vương giận dữ nói, lập tức hắn hướng Hàn Thiên Lộc nói ra: "Hàn Thiên Lộc, ngươi còn đang chờ cái gì?" Hàn Thiên Lộc lúc này phủi tay, nhất thời, trong đại điện bên ngoài, bốn phương tám hướng đồng thời đã tuôn ra sớm đã mai phục tốt Thiên Vi phủ phủ vệ, có mấy ngàn chi chúng, đem chọn cái Minh Quang Điện vây quanh nước chảy không lọt. Hiển nhiên, Hàn Thiên Lộc đã sớm trước đó làm xong chiêu này chuẩn bị. Trấn Bắc Vương, Hàn Thiên Lộc nhìn về phía Trấn Bắc Vương cười nói: "Ngươi hẳn phải biết, Thiên Vi phủ cũng là phụ trách tình báo thu thập, làm ngươi rời đi Bắc Cảnh thời điểm, bản thiếu phủ liền đã nhận được tin tức." Nói, hắn hướng Trấn Bắc Vương phương hướng đi vài bước, trầm giọng nói ra: "Tao Huyền Kỳ, ngươi một nữ nhân làm gì khổ cực như vậy, về sau thì tan mất Bắc Cảnh chủ soái chức vụ, an tâm ở lại kinh thành đi, ngươi yên tâm, nể tình năm đó tình nghĩa, ta sẽ bảo vệ ngươi chu toàn." Trấn Bắc Vương lại là cười lạnh nói: "Có thể bản vương lại không nhớ rõ, cùng ngươi có thể từng có cái gì tình nghĩa?" Hàn Thiên Lộc hơi hơi cắn răng nói ra: "Tao Huyền Kỳ, ngươi cũng đừng như thế không biết tốt xấu." Đúng lúc này, chân trời lại truyền đến một tiếng long minh, lạnh lẽo hàn khí trong nháy mắt tràn vào trong điện. Mọi người không hẹn mà cùng hướng ngoài cửa lớn nhìn qua, chỉ thấy một đầu màu trắng cự long xuất hiện ở giữa không trung, lưng dòng ngồi lấy một người mặc váy xanh nữ nhân. Trong điện bách quan nhất thời biến đến hoảng loạn lên. Là Lũng Dương Tống thị gia chủ, nàng sao lại tới đây? Nàng sẽ giúp người nào? Hiện tại, toàn bộ kinh thành đều nghiệp đã biết, Tống Thiến cô đã thành tiên môn đế giả. Cho nên Lũng Dương Tống thị tại Trường Lăng thành địa vị đã có thể cùng hai đại thế gia ngang bằng, thậm chí có vượt qua tình thế. Dù sao, chỉ là một cái hào môn thế gia, tại tiên đế trong mắt là hoàn toàn không đáng chú ý. Tống Thiến cưỡi đầu kia xương nguyệt bạch long hạ xuống tại ngoài điện trên bậc thang, canh giữ ở đại điện bên ngoài Thiên Vi phủ một đám phủ vệ đã sớm tan ra bốn phía, vì đầu này cự long cái mông đưa ra vị trí.
Bạch Long thì canh giữ ở chỗ cửa lớn, vô luận trong môn vẫn là ngoài cửa một đám thiên vi phù phủ vệ cũng không dám có bất kỳ dị động. Phải biết Bạch Long thế nhưng là đế giả cấp yêu thú, trên thân dỉ ra rồi rào yêu lực đã làm cho tất cả mọi người đều sợ vỡ mật. Tông Thiến nhảy xuống lưng rồng, hơi hơi ngửa đầu cùng Bạch Long nói ra: "Sư huynh, nếu có người dám có bất kỳ dị động, ngươi liền ăn hắn." Sư Nguyệt Bạch Long nhẹ gật đầu. Tông Thiến cùng Tống Nhan con rồng này sủng đã chung đụng 10 phân hòa hợp, lẫn nhau lấy gọi nhau huynh đệ. Sau đó, Tống Thiến bước dài tiến Minh Quang Điện. Không biết Tống gia chủ hôm nay vào cung là có chuyện gì quan trọng. Phần Vương lúc này cười ha hả cùng Tống Thiến nói ra. Dù sao Tống Thiến bây giờ có một cái tiên đế cô làm chỗ dựa, tương lai dù là Phần Vương làm Đại Yên Hoàng đế, đôi Tống Thiến cũng là đến kính sợ ba phần. Bản gia chủ là đến giúp An Nhược quận chúa thay cha mẹ của nàng sửa lại án xử sai. Tống Thiến từ tốn nói. Nghe nói như thế, Phần Vương sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi, trong lòng bàn tay đều diễn ra mồ hôi đến. Rõ ràng mấy cái này nữ nhân hôm nay đều là hướng về phía hắn tới. Phải biết năm đó cũng là hắn sai sử ngự sử vu cáo Hy Vương ý đồ mưu phản. An Nhược quận chúa, ngươi muốn làm cái gì liền cứ việc làm đi, sẽ không có người dám ngăn trở ngươi. Tống Thiến cùng Vệ Nhược Thục nói ra. Cảm ơn Tống gia chủ. Vệ Nhược Thục hướng Tống Thiến cúi đầu gửi tới lời cảm ơn, tùy theo nàng hướng về một tên mặc lấy triều phục quan viên đến gần. Trương ngự sử, bản quận chúa hỏi ngươi, ngươi ngày đó vì sao muốn vu cáo phụ thân ta ý đồ mưu phản, sau lưng sai sử ngươi người là ai? Cái kia Trương ngự sử lúc này quỳ xuống, chỉ Phần Vương nói ra. Là Phần Vương. Kỳ thật, cái kia Trương ngự sử người nhà đã sớm bị Tống Thiến nắm giữ, cho nên hắn mới có thể như vậy lưu loát tại chỗ xác nhận sau lưng kẻ chủ mưu. Ngươi ngậm máu phun người, ta nhổ vào. Phần Vương hướng Trương ngự sử phương hướng nhổ một ngụm nước bọt. Bản Vương biết các ngươi mấy cái này nữ nhân sớm đã tự mình thông đồng một hơi, muốn cướp đoạt bản vương hoàng vị, liên ác ý vu khống bản vương. Hàn Thiên Lộc nhanh để ngươi thiên vi phủ vệ đem ba người nữ nhân này đều cho bản vương bắt. Hàn Thiên Lộc cái này cũng không biết như thế nào cho phải, hắn cùng Phần Vương kỳ thực đã là ngồi chung một đầu thuyền, có thể cửa thì ngồi xổm như thế một đầu kinh khủng cự long, hắn sao dám cùng Tống Thiến đối nghịch. Kỳ thật Tống Thiến trong tay còn nắm thiên vi phủ Hàn Long lệnh, nhưng lúc này đã không có lấy ra cần thiết. Dù sao nàng vị kia tiên đế cô danh hào là đã muốn so Hàn Long lệnh lá bài này còn tốt hơn dùng hơn nhiều. Phần Vương gặp Hàn Thiên Lộc không có bất kỳ cái gì động tác, chính là nhìn về phía một bên Thượng Quan Kính Minh. Thượng Quan Kính Minh lại là sớm đã cúi đầu tránh đi ánh mắt của hắn, biểu tình kia tựa như nói không nên nhìn ta, không nên nhìn ta. Gặp này Phần Vương liền biết rõ hắn đại thế đã mất.